Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã tổ chức khánh thành phố ẩm thực Phan Xích Long. Không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của quận Phú Nhuận, là không gian giải trí, tham quan, vui chơi, mua sắm cho người dân và du khách, và phố ẩm thực Phan Xích Long còn góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố. Phố ẩm thực Phan Xích Long dài hơn 1,5 km, kéo dài từ ngã tư Phan Xích Long Phan Đăng Lưu đến đường Vạn Kiếp thuộc quận Phú Nhuận, bao gồm trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu và toàn bộ tuyến nhánh mang tên các loài hoa. Phạm vi phố ẩm thực nằm trên 3 phường 1, 2 và 7 của quận. Thời gian hoạt động của khu phố không quá 24 giờ mỗi ngày. Hiện ở đây có hơn 200 địa điểm kinh doanh ngành hàng ăn uống, trong đó có trên 80 địa điểm kinh doanh có quy mô doanh nghiệp, có nhiều địa điểm nổi tiếng trong nước cũng như trên thế giới, với đa dạng các món ăn từ Việt Nam đến các món ăn phong phú khác có nguồn gốc từ nhiều nước trên thế giới. Điểm nhấn nổi bật là toàn bộ hoạt động sẽ được quản lý bằng app ứng dụng có tên Phố ẩm thực Phan Xích Long. Ứng dụng sẽ kết nối ba bên gồm cơ quan quản lý, chủ kinh doanh và thực khách. Người kinh doanh sẽ khai báo các thông tin hoạt động, địa chỉ, thực đơn, giá cả món ăn. Chính quyền căn cứ vào đó để quản lý. Ví dụ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của quán hết hạn sẽ được tự động nhắc nhở. Thực khách có thể tìm kiếm quán, đặt bàn, chọn món, xem giá cả, thanh toán qua app.